Chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh tại nhà. Cả nhà cùng học tiếng Anh. Để chuẩn bị cho bài học hôm nay, các em cần có sách bài học Student Book, bút, vở và giấy nháp. Today we learn Unit 10 in the park, Lesson 2, Grammar. Now look at the picture. Where are the people? They are reading books in the library. Okay, what should you do when you are in the library? We should be quiet. We shouldn't talk loudly. Is it okay for us to make noise in the library? Absolutely no. Be quiet, remember. Always keep silent in the library. So, we must be quiet. And we mustn't make noise. Vậy bài học hôm nay của chúng ta là sử dụng must hoặc là mustn't. Must hay mustn't, cô gọi đó là động từ khiếm khuyết hay còn gọi là modal verb. Sao must và mustn't động từ bare infinitive, động từ nguyên mẫu. Example. You must walk on the path. We must do our homework. They mustn't talk in class. You mustn't walk on the grass. Các con nhớ sao must động từ walk nguyên mẫu. Sao must động từ do nguyên mẫu. Sao mustn't động từ talk nguyên mẫu. Walk nguyên mẫu. Nguyên mẫu có nghĩa là không thêm gì cả. Now, let's practice. Read and match. Các con đọc các câu trên và match các với các bức hình tương ứng bên dưới nhé. Number 1, you mustn't walk your dog here. Number 2, you must put glitter in the garbage can. Number 3, you mustn't take photos here. Number 4, you must be quiet. Còn có 2 phút để làm bài. Bấm dừng màn hình lại đi nào. Now let's check together. Number 1, picture D. Number 3, picture B. Number 3, picture A. And number 4, picture C. The other practice. Now, you write must or mustn't. Picture 1, no eating here. Picture 2, wash your hands. Picture 3, no riding. Picture 4, no swimming. Bây giờ con hãy điền vào chỗ trống must or mustn't. Con có 1 phút để làm bài. Bấm dừng màn hình lại đi nào. Now, let's check. You mustn't eat here. Okay. Number 2. You must wash your hands. Good. Number 3. You mustn't ride your bike here. Okay. Number 4. You mustn't swim here. Well done. Next, tell me our classroom rules. Hãy kể cho cô nghe những cái nội quy của lớp học mình nào. Con hãy viết ra 3 việc nên làm, phải làm và 3 việc không được làm. Viết vào vở và nộp lại cho Miss nhé. Name 3 things that we must do to stop coronavirus. Hãy kể 3 việc mà chúng ta phải làm để ngăn ngừa coronavirus. Còn có 3 phút để làm bài. Bấm như màn hình đấy đi nào. Rồi, đây là đáp án gợi ý của cô. Number 1. We must wash our hands regularly. Chúng ta phải rửa tay thường xuyên. Number 2. We must do exercise to stay healthy.
phải tập thể dục để giữ cho sức khỏe. Number 3. We must wear a face mask when we go outside. Phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Đây là ba đáp án gợi ý của cô. Còn có thể còn những cái phần khác, còn viết ra giấy và nộp bài lại cho Miss nhé. Now, let's sing together. It's time to say goodbye. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào các em.